Hello, xin chào. Chúc các anh chị và các bạn xem video vui vẻ và thật nhiều sức khỏe nha. Trong video này tôi chia sẻ với các anh chị và các bạn các kiểu tóc mờ thấp ha, low fade. Cách cắt bằng cử tay và kê lược nha các bạn. Trước tiên thì cũng xịt nước làm ẩm tóc ha và kẹp máy lên để cho dễ cắt nha các bạn. Thì ở đây cái tông tôi mở lưỡi ha, tức là đẩy cái càng xuống hết nha các bạn. Đó, ở đây xác định cái chân viền ở phía dưới từ vành lỗ tai ha lên 3 cm và chúng ta hướng cái lưỡi tông ra ngoài nha các bạn, lại lên tới 1/2 của cái size bên hông này ha, và kết thúc hành trình đường tông tại vị trí đó nha. Lượt ở trên xuống chúng ta chặn lại nha. Đẩy cái càng đó xuống hết là mục đích của chúng ta là làm mờ ở cái phần tiếp giáp ở chân giữa nha các bạn, nó liên kết lên phía trên đó là nó mờ dần ha. Thì ở chân viền chút nữa chúng ta đóng cái lưỡi, chúng ta vuốt lại cái chân viền cho nó trắng luôn là ok ha. Ở đây tôi vuốt lại cái nền đoạn giữa này các bạn cho nó tiếp giáp vào ha, cho nó liên kết đó, các bạn nhìn thấy nó liền lên ha, nó mờ dần lên. Kê lược múc những cái ngọn tóc mà nó còn ẩn ở dưới á các bạn, cho nó chòi lên cái ngọn chỉ chỉa đó, chúng ta đi cho nó mượt chỗ cái thành đó luôn ha, cho nó liền mí lên. Đây, đóng cái lưỡi lên các bạn, đẩy cái càng sát lên ha. Giờ chúng ta vuốt lại cái phần ở dưới chân viền nè các bạn, từ viền lên khoảng 2 cm ha, ta vuốt cho sát trắng luôn hoàn toàn. Ở đây thì các bạn có thể sử dụng hộp cạo cạo ha, nhưng tôi chỉ đẩy cái nền này sát trắng bằng tông là ok nha các bạn. Ở cái phía sau bàn tay bên phải này vẫn đẩy cái càng đó xuống nha các bạn, mở hết lưỡi luôn ha. Đẩy từ ở dưới viền lên tương ứng với phía trước ha, 3 cm, và hướng tông ra ngoài nha các bạn. Đi hết hành trình đường tông để kết thúc luôn cái vết cắt ở phía trên ha. Sau đó tôi đi lại cái nền ở đoạn giữa các bạn, cho nó tiếp giáp, cho nó liên kết lên ha. Tức là các bạn nhìn thấy nó mờ dần ha. Đây là cái khung đầu nó lồi lõm các bạn, tôi cũng phải vuốt tới vuốt lui nhiều lần những cái chỗ hõm vô cho nó đều được cái nền da ha. Cái dưới chân viền các bạn, chúng ta đóng cái càng đó lên ha, đóng sát lên. Giờ chúng ta vuốt cái chân viền này nè cho nó tương xứng với cái phần phía trước hồi nãy chúng ta đã vuốt ha, từ chân viền lên 2 cm cho nó sát trắng luôn nha các bạn. Ở đoạn giữa là nó mờ dần và lên cho nó đen lên luôn ha. Vuốt lại cái đoạn giữa một lần nữa cho nó liền mí vào ha các bạn, tiếp giáp luôn ha. Ở cái cạnh phía trên nè, kê lược chúng ta đuổi lại những cái ngọn tóc mà nó còn ở trên nó phủ xuống các bạn, cho nó bám vào cái cạnh đó luôn ha. Ok, đồng thời những cái ngọn tóc mà nó còn ẩn dưới da chúng ta móc lượt lên, chúng ta đẩy cho nó sạch hết luôn. Rồi nền ok nha các bạn, dách thẳng đứng ha. Vẫn mở cái lưỡi xuống hết nha các bạn, xác định chân tóc ha, chân viền. Giờ chúng ta đi từ chân viền đó lên 3 cm và hướng tông ra ngoài, đi lại lên khoảng 1/2 của cái form sau này, chúng ta kết thúc đường tông luôn ha. Thì lượt trên xuống chúng ta chặn lại nha các bạn, đó. Sống lượt cách da đầu 35 độ ha, để chúng ta hạn chế cái tầng ha, cho cái tầng thấp nhất có thể. Có khi các bạn đi ngang đó nó không có để lại cái tầng luôn á. Như vậy thì các bạn nhìn thấy cái tầng nó tương đối thấp rồi đó. Tôi kê lượt tôi đuổi lại những cái nhạy sợi tóc mà nó còn phủ phía dưới đó các bạn, đó, cho nó bám vào và cái cạnh đó nó biến mất ha. Để các bạn nhìn thấy ok nha, cái nền ở trên nó bám vào cái cạnh đó là ok đó. Ở cái đoạn giữa này các bạn, vẫn cái lưỡi chúng ta vẫn mở hết ha, và vuốt lại cái đoạn tiếp giáp này nè cho nó liên kết lại lên luôn nha các bạn. Khi đẩy cái bước này thì cái lưỡi tông chúng ta lúc nào cũng phải hướng ra ngoài ha, đó, nó chạm cái cạnh dưới của cái đế tông, nó chạm 1/3 rồi ha, còn 2/3 chúng ta hở lên, chúng ta vuốt lại lên như vậy nó sẽ liên kết vào nha các bạn. Đó, thì các bạn nhìn thấy cái ngấn này nè các bạn, nó rất khó phá, chúng ta phải vuốt tới vuốt lui nhiều lần để cho nó liền vào ha, đều da. Rồi ở đoạn giữa này vẫn là vuốt lại cho nó sạch sẽ nha các bạn, vẫn mở cái lưỡi ha, không đóng ha. Ok, ở phía dưới viền ở dưới gáy các bạn, đóng cái lưỡi lên ha, và chúng ta vuốt toàn bộ cái phần viền ở dưới gáy này cho sạch sẽ, tóc con gì đó chúng ta làm cho nó sạch luôn. Chút nữa chúng ta khỏi cạo viền gì ha, cái này là sát trắng luôn đó các bạn, cái tông này đi rất là sát nha. Phía sau vành tay bên trái này vẫn đẩy cái càng này xuống hết ha, tức là mở hết lưỡi xuống luôn các bạn. Chúng ta đi lên khoảng 3 cm và cũng hướng cái lưỡi tông ra ngoài, đi lại lên 1/2 của cái phần sai này ha, và lượt trên xuống chúng ta chặn lại để kết thúc luôn cái vết cắt ngay cái vị trí đó ha.
Đó, ngay một phần hai của cái form này. Ở trên này là chúng ta đi kiểu này là kêu bằng lấy khung các bạn. Thì ở dưới đoạn giữa chút nữa chúng ta vuốt lại để chúng ta cho nó liên kết vào là ở cái đoạn đó là mờ dần ha. Đó, các bạn nhìn thấy là tôi đi cái khung này là không có cả cái cạnh nó biến mất luôn đó các bạn, nó liền mí luôn á. Ở cái đoạn giữa tiếp giáp này tôi đẩy lên cho nó liên kết vào cái khung hồi nãy phía trên nha các bạn. Đó, vẫn cái càng đó chúng ta đẩy xuống hết ha, tức là mở lưỡi hoàn toàn á, chúng ta đẩy cho nó lại lên ha, hướng cái lưỡi tông ra ngoài, tức là 1/3 của cái đế tông ở phía sau á các bạn chạm dao và 2/3 phía trên chúng ta cho nó hở ra ha, và đẩy lại theo cái dốc của nó các bạn, rồi các bạn thấy nó bám vào nó liền mí luôn á, thẳng thành luôn. Rồi vuốt lại những cái chỗ mà nó hõm hõm nữa các bạn, cho nó đều màu luôn ha, vì nó hủng quá chúng ta nghiêng tông chúng ta móc nó. Tới đây thì các bạn thấy từ cái phần liên kết đó lên tới cái cạnh phía trên là nó liền mí ha, nó thẳng và cái cạnh nó không có luôn ha. Ở phía trước cái phần mai bên trái này các bạn, vẫn cái càng đó đẩy xuống hết, tức là mở lưỡi hết luôn các bạn. Chúng ta cũng vẫn vuốt liên kết cho nó cân xứng với phía sau ha. Đó, vuốt cho nó lại lên tới cái cạnh phía trên chúng ta nãy đã đi khung á, cho nó liền vào ha. Ở đoạn giữa này là các bạn nhìn thấy nó mờ dần và tiếp giáp lên trên là nó đen và nó đen dần lên luôn nha. Đóng cái lưỡi lên các bạn, đẩy cái càng hết lên luôn ha. Vuốt lại toàn bộ cái phần ở dưới chân viền này các bạn, từ chân viền lên 2 cm cân đối với cái side bên phải này ha, tức là chúng ta đi cho nó trắng chân luôn á. Tới đây thì các bạn thấy cái nền giữa nó đã liên kết rồi ha, mờ dần lên trên đen và đen luôn á. Kê lượt chúng ta đuổi lại những cái ngọn tóc còn ẩn dưới da đầu này các bạn, móc lượt vào chúng ta chải lên để cắt cho nó sạch sẽ luôn ha, mượt nền luôn. Vuốt lại những cái chỗ mà nó còn đen đen ở dưới cái chân viền các bạn, tại form đầu này gồ ghề thì chúng ta phải mất thời gian này hơi nhiều chút xíu ha. Vuốt lại những ngọn tóc bung chịu phía trên các bạn, cho nó bám vào cái cạnh nó luôn ha, cho cái nền nó mượt. Cắt máy nha các bạn, ở đây tôi sử dụng kéo tôi cắt máy luôn ha, kẹp tay vào tóc. Giờ chúng ta kéo thẳng về phía trước, cắt ngang với cái chân mày nha các bạn, đã cắt lan tỏ về cái bên sai bên phải này cho nó liên kết vào luôn ha. Và nâng tóc từ từ lên nha các bạn, chúng ta nâng một góc lên khoảng 75 độ, chúng ta cắt cho nó mỏng cái phần ngọn ở phía dưới ha. Và lên trên đỉnh thì chúng ta kéo vuông góc với da đầu nha các bạn. Ở đây tôi cắt máy bằng cách xo ngang ha, và xo xéo về bên hông. Cũng bắt tóc từ lớp nha các bạn, chúng ta bắt ngay chân giữa đó một đường làm chuẩn và chúng ta kẹp liên kết về hai bên ha. Đó, tức là cái ngọn tóc mà chúng ta cắt làm chuẩn rồi nó chạm với cái kẻ tay chúng ta giữ lại ha, và cắt những ngọn tóc dài phía trên á cho nó đều hết là cái tóc này cái máy nó hoàn thành. Nếu các anh chị và các bạn thấy video trên kênh có hữu ích thì có thể đăng ký kênh ủng hộ, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những cái video mới tiếp theo nha. Và khuyến khích ủng hộ một like để tôi có thêm nhiều động lực ra nhiều video mới hơn nữa ha. Di chuyển về bên trái các bạn, vẫn kẹp tay vào tóc và kéo thẳng vuông góc với da đầu ha. Chúng ta xo những cái ngọn tóc đó dài đó, cho nó đều với cái phần chính giữa là xong nha các bạn. Nền tóc này sợi tóc to khá dày các bạn, chúng ta cắt như vậy rồi các bạn nhìn thấy xung quanh cái sai này nó còn bung bung ha. Tôi sẽ sử dụng kéo tỉa, tôi tỉa lại xung quanh của cái phần sai này ha. Đó, hai bên nó bồng bồng á. Phần máy thì tôi không tỉa nha các bạn, tôi chỉ tỉa xung quanh cái form cho nó bám và cho nó ôm cái nền xuống thôi. Đây, kéo tỉa tôi tỉa một hoặc hai kéo mọi chỗ nha các bạn, tùy theo dày mỏng ha. Giờ chúng ta xử lý và tỉa cho giáp xung quanh cái form này luôn ha, cái phần khung thôi. Ở trên máy thì vẫn để dày cho nó có độ bồng nha các bạn, chạy cho nó bồng nó đẹp ha. Đã tỉa cái cạnh này cho cái các bạn nhìn thấy chạy xuống là nó mượt, nó bám liền, ok ha. Cạo viền ở phía trước của cái phần thái dương này các bạn, về cái phần mai ha, cạo hai bên thôi. Phần xung quanh thì nãy tôi vuốt bằng tông nó đã mượt rồi, không còn tóc con để cạo ha. Rồi cạo cái bên trái này nữa là ok nha. Chải sơ là cái tóc để kết thúc luôn cái video nha các bạn. Đây là cái kiểu tóc Lofet ha, mờ thấp, mái chải 73 nha các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy cái ở trên đỉnh nó dày, cái nó bồng lên, các bạn nhìn nó đẹp ha. Đây là cái tóc khi đã hoàn thành nha các bạn, mờ thấp ha, nền ở dưới thì trắng mờ dần lên nha các bạn. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã ủng hộ theo dõi xem hết video. Các anh chị và các bạn xem và cảm nhận dùm nha. Chúc các anh chị và các bạn cắt tóc cho người thân tại nhà được thành công như mong muốn ha. Hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.